Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với anh Phan. Hôm nay là một ngày cuối tuần, em có lời làm cái video đồng hành cùng với anh chị mình, mang đến cho anh chị mình những cái khuyến nghị hữu ích trong quá trình đầu tư của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu ngay luôn ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khái quát về tổng quát cái chỉ số của VN Index ha. Thì mọi người cũng có thể thấy là một phiên giao dịch ngày 8 tháng 7 thì nó là một phiên giao dịch khá là bình thường, khi mà lượng thanh khoản nó cũng mất hút so như là những phiên trước. Và hiện tại mọi người nhìn nhìn trên đồ thị thì mọi người cũng có thể thấy hiện tại thì bên đây của chúng ta đang tạo những cái vùng cân bằng ha, vùng cân bằng ở quanh những vùng 1170. Và như kiến thức chúng ta đã biết thì ở quanh những cái vùng này thì có thể gọi tạm thời là đáy ha. Tại vì sao em đánh giá là tại vì sao mà nó không giảm nữa xuống những cái vùng 1100 và 900, thì anh chị cũng có thể thấy là ở những cái vùng này, những cái vùng đáy thường thì cái lượng thanh khoản của chúng ta nó không còn nhiều nữa, nó rất là yếu đi, thì nó mất cái lực bán cũng như là cái lực cầu ha. Thì ở những cái vùng này thì tạo lập họ sẽ ép cho những cái mã cổ phiếu mà tăng nóng ở giai đoạn trước nó sẽ giảm và nó giảm kịch biên đấy, để ép cái lượng hàng của anh chị mình ở giai đoạn trước cắt lỗ đi đó, để ép những cái lượng hàng của anh chị mình ở giai đoạn trước cắt lỗ đi ha. Để làm chi? Để họ chia ván bài mới, họ làm một ván bài mới ha. Thì khi mà họ làm một ván bài mới đấy thì họ phải tạo được những cái phiên gãy dũ như thế, một phần là để anh chị mình bán đấy, một phần thứ hai là họ phải tạo những cái phiên cân bằng đó để anh chị mình nó bán ra khi mà cảm thấy cái lực của cổ phiếu không còn nữa mà nó cứ đi ngang trong khoảng thời gian dài. Và thị trường hiện nay nó rất là phân phối, một ngày thì có thể là ngành này dẫn đầu, tới một ngày kia thì ngành kia lại dẫn đầu trong quá trình phục hồi chị ha. Ở đây chỉ là phục hồi thôi chứ chưa có gọi là bùng nổ gì cả. Thì một ngày thì một ngành này phục hồi, ngành kia phục hồi, thì nó mang cho anh chị mình cái tâm thế gọi là đứng núi này trông núi nọ. Khi mà cổ phiếu của chúng ta đang nắm giữ thì nó đang phải những khoản lỗ, mà mình nhìn những ngành khác, thí dụ như anh chị mình, em nói thẳng ra, thí dụ như anh chị mình đang cầm những cái dòng băng ở giai đoạn trước, nó rất là khó chịu với những cái biên độ giảm, mà nó tăng lại thì nó tăng rất là yếu. Thì chúng ta nhìn về cái mảng bất động sản thì anh chị mình có thể thấy ở những cái vùng này cổ phiếu đó chiết khấu quá nhiều, và cổ phiếu bất động sản nó lại có một cái phiên tăng trần đa số ở cái ngày 8 tháng 7, thì lúc đó tạo cho chúng ta một cái tâm thế là đứng núi này trông núi nọ đó. Em biết chắc chắn trong chúng ta ai sẽ có một số thành phần nó sẽ như thế đó, thì chúng ta sẽ bán cổ phiếu ở trong danh mục mình đi và nhảy sang một ngành khác. Thì ngay khi chúng ta nhảy sang một ngành khác thì chúng ta lại gãy gãy mất cái ngành mà chúng ta vừa nhảy qua, mà cái ngành vừa bán thì nó lại tăng, nó tăng đấy. Thị trường luôn tạo cho chúng ta cái tâm thế nhảy qua nhảy lại trong cái giai đoạn này, nó làm chúng ta rất là áp lực ha, và những khoản lỗ sẽ liên tục để xuất hiện khi mà anh chị mình không có những cái chiến lược phù hợp đối với cái danh mục của chúng ta đấy. Thì đoạn này khái quát lại là như thế nào, là chúng ta sẽ yên vị đối với những cái mã ngành mà chúng ta đã lựa chọn phù hợp ở trước đó. Khi mà ở những cái vùng này VN-Index đang cân bằng lại và đang ép bán những anh chị mình đó, còn ở là sót lại cuối cùng để chia một ván bài mới, thì anh chị mình sẽ phải cố gắng cùng nhau qua cái giai đoạn này đấy. Khi mà thanh khoản nó mất hút như hiện nay thì chỉ cần sau này khoảng 1 2 tháng gì đó thì cái lực cầu đủ mạnh nó vào lại thị trường, nó thúc đẩy cái thanh khoản tăng lên, thì khi đó thị trường lập tức trở lại quanh những cái vùng 1.300, 1.400 và có khi là 1.500 đấy, anh chị phải hiểu vấn đề đó ha. Đấy, thì tại vì đoạn này nó ít ai mà còn cầm lại cổ phiếu đó, khi mà trụ được qua những cái giai đoạn này thì cũng phải gọi là anh chị mình khá là cứng tay rồi đấy. Để trụ được đến giai đoạn này và cả giai đoạn sau thì chắc chắn, em chắc chắn một điều với anh chị mình, chắc chắn thành quả là sẽ có ha. Đấy, thì đoạn này chúng ta phải gắng trụ thôi đấy, không có margin gì hết. Anh chị mình mà hơi nghiện bản liệu một tí thì chúng ta có thể đánh ngắn hạn một số cổ phiếu này kia kia nọ, còn ở dài hạn thì anh chị mình phải cố gắng nắm thôi ha. Để tạo lập chưa muốn đánh lên thì chúng ta phải chịu áp lực đoạn này cùng với tạo lập ha. Đấy, nó này cố gắng nó cân bằng này, và nhìn về một số cái ngành chi tiết một tí là ngành banh ha. Đây, ngành banh ha, thì anh chị mình có thể thấy ở trên cái list của em đây thì ngành banh nó có tăng có giảm có đỏ, nhưng nhìn chung lại thì một phiên điều chỉnh như thế này đối với những mã ngành banh là nó gọi là nó vừa phải, nó hợp tình hợp lý,
Một số mã tăng nóng như vừa rồi BIDV thì nó chỉnh nặng một tí, có thể gọi là 3,5% ha. Đấy, số mã tăng nóng như vừa rồi như BID. Đấy, còn một số mã còn lại thì gần như giao dịch lên quanh đâu đó tham chiếu, dữ lắm là 1-2% đối với những mã trụ. Và nó tăng điểm đối với một số cổ phiếu mà đoạn trước nó giảm hơi nặng như là SHB hoặc SSB ha. Một số cổ phiếu mà nó kỳ cung và cân bằng tốt đối với những cổ phiếu như là MSB hay là OCB thì nó lần bằng đầu nó tham chiếu. Mình nhìn vào một số cổ phiếu bất động sản thì chúng ta thấy khi mà những cái cổ phiếu này nó rơi về những cái vùng kịch biên quá bán của cổ phiếu thì chỉ cần một lực cầu vừa phải kích hoạt vào thì nó lại ngay lập tức một số cổ phiếu đối với những cái mảng như là đầu cơ sell đứt gần như là nó trần, còn số cổ phiếu nhỏ lẻ khác thì gần như là nó trần, nó xanh nó trần luôn. Đấy, một số cổ phiếu cơ bản thì nó tăng với một cái biên độ vừa phải, ví dụ như Khang Điền thì 2,5%, đấy Khang Điền, Nam Long 3%, Nhà Từ Liêm 4%, nó sẽ không tăng trần nhưng những cổ phiếu nội tại thì nó sẽ tăng rất là đều. Đấy, tăng rất là đều và nó bền vững ha. Đấy, khi mà người ta sàn thì nó sẽ lên vào đâu đó khoảng nó âm cũng 2-3% chứ nó không sàn ha. Đó là những cổ phiếu mà nó có nội tại doanh nghiệp tốt và chúng ta đáng để chúng ta sở hữu ha. Còn đó là một số cổ phiếu như mã đầu cơ như là SCR hoặc là Sell Dick hay là DSG thì nó rất là dễ, nó nhạy cảm đối với những cái vùng này rất là dễ trần ha. Đó, Sell thì nó gần gần trần luôn này, 10% đối với HNX ha. Đấy, thì đối với những mã cổ phiếu bất động sản thì giai đoạn này nếu mà chúng ta gom hàng thì chúng ta đã gom hàng giai đoạn này ha, giai đoạn quanh những cái vùng kịch biên giảm của những cổ phiếu bất động sản. Cái đoạn này tại sao lại gom hàng đoạn này thì tại vì chúng ta sẽ đánh cho quý 3 và quý 4 khi mà những cái cổ phiếu bất động sản hôm nay nó đã rơi về những cái vùng nền ở trước đó ha. Đó, đối với những người mua ở vùng trên thì đã chia đôi chia ba tài sản rồi. Đấy, kết thúc dòng bất động sản thì chúng ta sẽ đến với dòng chứng khoán ha. Thì những cái mã này nó còn giảm kịch liệt hơn nữa. Đó, nó có khi một số mã như là SSC này chúng ta xem cái biên độ nó giảm như thế nào ha. Đó, với những một anh chị mà cầm SSC nè, khi mà thấy cổ phiếu nó giảm quá thì chúng ta mua vào chúng ta hy vọng nó sống hồi, không có là thì nhìn về những cái vùng trung bình ở đây thôi ha. Mình nhìn về đây nó giảm có khi là gần 70%, 60-70%. Đó, một cổ phiếu mà những cổ phiếu chứng khoán thì vùng này nó giảm 60-70% khi mà nó rơi vào giai đoạn khó khăn như thế này thì anh chị mình lên thì anh chị mình cắt ha. Tại vì những cái cổ phiếu như là chứng khoán như thế này thì nó sẽ rất là mất thời gian để nó cân bằng lại. Tại vì khi mà nó tăng lên thì tất nhiên nó sẽ gặp lại những vùng kháng cự trước đó và một lượng lớn nhà anh chị mình ở trên đây còn nắm hàng. Đó, còn nắm hàng thì anh chị mình gặp lên đây, cổ phiếu mình giá nó vừa lên tới đây thì gặp anh chị mình nắm hàng thì mình xả lên đầu thì cái tiềm lực, cái gia tốc nó tăng, nó không có tăng nóng như cái ngành khác ha. Đó, đối với cái ngành chứng khoán nè, anh chị mình chú ý ha. Đấy, ăn sóng hồi của những ngành này rất là khó. Đấy, ăn sóng hồi mua vào hàng là nó quýnh về hồi tiền hoặc là lợi dữ lắm hay lắm thì lời nhẹ, còn đa số là sẽ lỗ ha. Đó với một số cái ngành như là chứng khoán ha, anh chị mình chú ý ha. Hồi lên thì chúng ta cố gắng chúng ta chịu nhẹ chút tí, chúng ta cắt ra chúng ta tham gia những ngành khác. Đối với ngành chứng khoán em không đánh giá cao ở giai đoạn này ha. Đó, mặc dù một số ngành nó đã trở về những cái vùng nền trước đó trước khi mà nó tăng nóng vào giai đoạn những cái năm vừa rồi thì đoạn này hy vọng là chúng nó sẽ hồi lại để chúng ta cắt ha. Rất là khó giai đoạn chứng khoán hiện nay khi mà lượng thanh khoản mất hút thì tất nhiên là cái lợi nhuận của những công ty chứng khoán ở những quý tới nó đơm ra thị trường sẽ không còn cao như đợt trước nữa nha. Giờ giai đoạn khó khăn thì cái mảng ngành chứng khoán là một trong những cái ngành mà em không đánh giá cao. Với dòng bán lẻ trụ bảo hiểm thì đoạn trước có đạp thì đoạn này nó cũng trả điểm nó hồi, thì đoạn này tạo lập đánh rất là ác đối với cái mảng phái sinh ha anh chị ha. Đối với những cái mảng phái sinh là họ cắt hai đầu liên tục ha, rất là khó chịu. Đó thì những cổ phiếu trụ đoạn này thì anh chị mình lựa một số cái điểm mua phù hợp và nắm trong dài hạn ha. Đó, những cổ phiếu trụ mà chúng ta đánh ngắn hạn rất là khó chịu đối với những tạo lập, khi mà tới những cái ngày giống như ví dụ như là đáo hạn phái sinh thì họ sẽ liên tục họ cắt hai đầu, họ đánh họ kéo họ xả những cái mã trụ này rất là kinh khủng ha anh chị mình chịu khó. Khi mà lựa chọn là một số cái điểm mua phù hợp đó những cổ phiếu trụ giống như là FPT, ví dụ một số mã giống như FPT đoạn này chúng ta mua được là hiện tại đang cân bằng kỳ cung này ha. Đấy, chúng ta mua chúng ta nắm giữ dài hạn ha. Đó, một số mã cổ phiếu khác giống như là FRT đoạn này chúng ta có thể giải ngân ha, thể giải ngân ha. Nếu hay một tí nữa thì chúng ta đợi về vùng 60 để giải ngân ha. Đấy, chúng ta mua vào một số lượng lớn cũng có thể nắm giữ dài hạn ha. Đây, Vinhome đó, những mã này thì chưa ra, Vinhome chưa ra.
đối với một số mã cổ phiếu như họ Vin thì chúng ta khoan hay đoạn này khoan hay em cảm giác như là phải nhiệt lượng không ổn lắm trong giai đoạn này ha. VRE chắc cũng thế đi. Vinamilk này, Vinamilk đoạn này này. Cổ phiếu mà nó hồi phục khá tốt và hình dòng cung này, hình dòng cung này anh chị. Đấy, em có nói ở những video trước thì những mã hình dòng cung này nó khá là khỏe đối với thị trường và nó thường xuyên đi ngược với thị trường đấy anh chị. Thì đoạn này 68 mua là hợp lý ha. 68 mua hợp lý. MWG nào? MWG đâu rồi? Đây MWG đây. MWG ha, MWG đoạn này mua quá hợp lý luôn, mà dễ quá hợp lý đó, như mọi những bạn có như MWG luôn ha. Để mua nắm giữ dài hạn nha, nhớ lưu ý là nắm giữ dài hạn nha. Một số mã cổ phiếu thành dầu thì như em nói ở những video trước, hai ba cái video trước em nói, hai ba cái video trước em liên tục em nhắc tới cổ phiếu thành dầu, khi mà nó lấy điểm thì nó trả điểm liên tục cái vấn đề. Đây những cổ phiếu như thế này đó, em liên tục em nhắc tới những cái ngành dầu ha. Bắt đầu chính sách mới đây đấy, em liên tục em nhắc tới cái ngành dầu, khi mà nó lấy điểm rồi nó trả điểm, nhưng ngành dầu hiện tại em đánh giá em vẫn không tham gia, mặc dù em biết tương lai ngành dầu nó tăng, nhưng đoạn này rất là rủi ro khi chúng ta tham gia ngành dầu ha, lượng thanh khoản xả khá là cao đấy, giá dầu thì biến động liên tục, cổ phiếu thì tăng nóng giai đoạn trước, đoạn này không biết là nó xả tới đâu đấy, mặc dù là tương lai chiến tranh vẫn còn nhưng mà giá dầu thì nó tăng tất nhiên, nhưng mà cái vấn đề mà tham gia cổ phiếu hội dầu rất là khó chịu, rất là khó chịu anh chị, mình không chịu được nhiều, đánh cái này chẳng khác nào đánh bài anh chị, 50 50 rất là khó chịu, khi mà nó muốn tăng nó thì nó đẩy giá dầu giá khí lên liên tục cao liên miên, và phiên ngày mai khi phiên sau thì nó tăng, nó kéo những cổ phiếu hội dầu Việt Nam mà tăng tăng trần cũng như là tăng trần, nhưng qua ngày mai ngày mốt nó đánh xuống rất là nhanh, những cái biên độ dao động ở những cái sàn hàng hóa nó đánh rất là nhanh, nó không có cái biên độ giới hạn, có thể là nó tăng 5 10 20 30% nó, và nó cũng giảm y nguyên như thế, nên đoạn này rất là rủi ro khi đánh ngành dầu ha vậy ha. Đấy mặc dù nó hồi đấy nhưng mà trước đó nó cũng có giảm, trước đó nó cũng có giảm rồi nó hồi lại nó trả điểm thôi đó, thì đoạn này không đánh giá cao ngành dầu ok đó, đó là ý kiến cá nhân của em, chị mình có những cái ý kiến khác chị mình để lại phần comment ha anh chị ha. Đấy và ngành phân bón thép nó cũng như thế, nó cũng hồi phục sau những cái phiên giảm giảm sàn, và cái đoạn này đối với con DBM này thì em khuyên thật sự về 40 về 38 hãy mua, đoạn này kệ nó tăng kệ nó, mình hãy mua được ở những cái giá tốt nhất, cũng thể giải ngân nhẹ quanh những cái vùng 43, nếu mà nó giảm xuống ba mấy nữa thì đoạn này chúng ta chắc chắn chúng ta phải chịu nhiệt ở đoạn này đó, nhưng mà mua ở những cái vùng 38 37 40 là nó cực kỳ an toàn, nó cực kỳ yên tâm khi mà chúng ta nắm giữ cái cổ phiếu đó. DBM là ví dụ chung nó những ngành phân bón rồi chị ha, là ví dụ ngành hợp ngành thép một tí không đó, thì em có nói với anh chị mà cũng những cái video trước đó em nói ngành thép chúng đoạn này chúng ta có thể giải ngân được, chúng ta có thể giải ngân được ha đó, mặc dù giá vốn của HPG là 6 nhưng đoạn này nó đã cân bằng lại tốt và nó xuất hiện những cái cầu vào một tí, đoạn này nó cân bằng tốt anh chị ha. Đấy những phiên này nó trap liên tục nhưng biết đâu phiên này nó lại không trap đó, cũng có thể là nó trap tiếp, nhưng mà chúng ta đoạn này em cảm giác đối với kinh nghiệm của em cảm giác như đoạn này chúng ta phải giải ngân, còn HPG này quanh 20 cũng được, quanh 21 22 cũng được, và chúng ta giải ngân một lượng vừa phải 10 20 30% là về không ổn nên, và chúng ta nắm giữ dài hạn ha anh chị ha. Cổ phiếu thép là như thế, số cổ phiếu khác như là hoa sen rồi mặc dù nó hồi phục tốt hơn nhưng những cổ phiếu này đánh cũng rất là khó chịu đấy, đoạn những cái đội lái của Nam Kim hay là Hoa Sen đánh cũng rất là khó chịu đó, khi mà chị mình nếu mà chịu đủ được áp lực chúng ta phải tham gia Hoa Sen thì Nam Kim, họ không chịu đủ được áp lực mà chúng ta muốn nắm giữ dài hạn, chúng ta nắm giữ lâu dài đó với cổ phiếu chúng ta đồng hành cùng với doanh nghiệp thì chúng ta phải tham gia bây giờ ha. Đấy một số cổ phiếu khác về cái dòng thủy sản dệt may thì tất nhiên đoạn này thị trường hồi phục và thì nó cũng thể hồi phục chung ha anh chị ha. Đấy hồi phục chung nhưng em lại không đánh giá cao được cái ngành mà những ngành sản xuất như thế này. Đấy, những ngành sản xuất như thế này thì tại vì đoạn này nó lạm phát, giá tiền nó mất đi cái giá trị, thì anh chị mà tham gia những cái ngành này doanh nghiệp nó chịu áp lực từ rất là nhiều phía, khi mà những cái báo cáo tài chính ra đấy, thì có thể là một số thứ nó có thể tích cực
nhưng những cái tiêu cực nó sẽ phản ánh rất là kịch liệt đối với những cái phiên, những cái thị trường mà nó mất thanh khoản thế này anh chị ha. Đấy, đầu tư công thế nào đấy, đầu tư công, đầu tư công nếu mà anh chị mình bị những cái đoạn trước tạo lập nó đánh rất là khó chịu, nó đánh những cái dòng đầu tư công sàn liên tục đánh áp lực anh chị mình đấy, thì những cái lúc đó em đã khuyên anh chị mình giữ hàng để không bán ra đối với những cổ phiếu đầu tư công. Vì tại vì sao? Vì tại vì nó vẫn có tương lai, nó vẫn có tiềm năng ở những cái quý 3, quý 4 khi mà anh chị mình cố gắng nắm tới đó. Đấy, mặc dù có thể là anh chị mình cắt lỗ đoạn trước nhưng tới hôm nay thì nó đã tăng trần, thì tại sao chúng ta không đợi tới hôm nay chúng ta cắt lỗ, chúng ta lại cắt lỗ như phiên trước đấy? Tại vì sao? Tại vì đoạn này nó đã ở quanh những cái vùng đấy, nó không thể giảm được hơn nữa, thì tại sao chúng ta lại cắt giai đoạn này? Nó có thể tăng lên đây anh chị mình cũng có thể cắt ở trên đây, hoặc có thể cắt ở trên đây, thì tại sao chúng ta lại cắt giai đoạn này? Làm chi cho nó lỗ, làm chi cho hàng nó về tay lái, đúng không anh chị? Đấy, gỗ VN30 thì không có gì để nói nhiều hết. VN30 thì nãy giờ một số ngành trong đây cũng đâu phân tích cho anh chị mình rồi. Đấy, thì video hôm nay của em thì nó cũng kết thúc ở đây. Hy vọng rằng những cái khuyến nghị của em đối với những anh chị mà nó sẽ hiệu quả trong quá trình đầu tư của chúng ta, mang lại những cái khoản sinh lời đối với những cái danh mục của chúng ta ha. Thì video của em cũng xin kết thúc lại đây. Đó, nếu mà anh chị mình có quý em để lại một phần like, một phần comment ở bình luận hoặc một phần subscribe kênh, đó là những động lực của anh chị mình giúp em làm những video show tốt hơn. Em xin cảm ơn.